Rất vui được gặp quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, chiến thắng giải phóng hoàn toàn đất nước đã được nửa thế kỷ. Thế nhưng những bí mật trong cuộc chiến tranh ấy vẫn còn rất nhiều. Tổng kho Long Bình là một bí mật như vậy. Tới tận bây giờ vẫn còn chưa thể vén hết tấm màn của sự bí ẩn. Nhiều giai thoại vẫn còn đồn thổi tại đây. Nhằm phục vụ cho chiến lược chiến tranh cục bộ với cường độ ngày càng một cao, vào giữa thập niên 60 của thế kỷ trước, người Mỹ đã tiến hành xây dựng một tổng kho cấp chiến lược ở khu vực Long Bình và được gọi là Tổng kho Long Bình, nằm cách Sài Gòn 20 km và cách Biên Hòa 7 km. Tổng kho Long Bình có diện tích khoảng 24 km2 mặt đất, nhưng có hệ thống đường hầm ngầm nhiều ngõ ngách với diện tích khoảng 300 km2, diện tích hầm ngầm chưa được kiểm chứng. Hiện nay nằm trong huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tổng kho Long Bình được canh phòng cẩn mật và giữ bí mật ở mức độ cao. Phải chăng vì vậy, cho đến nay, dù đã đổi chủ hơn 40 năm, song vẫn còn nhiều bí ẩn chưa có lời giải. Hãy cùng Góc Sử Ký tìm hiểu rõ hơn về Tổng kho Long Bình và giải quyết những bí ẩn về Tổng kho này, quý vị nhé! Tổng kho Long Bình là kho vũ khí được người Mỹ bắt đầu xây dựng từ giữa năm 1965, nay thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Để phục vụ quân viễn chinh Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Tổng kho Long Bình đã tích trữ hàng triệu tấn hàng hóa và vật tư chiến tranh. Theo các tài liệu thống kê cho biết, lượng đạn được chuyển đến Việt Nam trung bình khoảng 40.000 tấn mỗi tháng trong năm 1966. Một năm sau, số lượng này nhảy vọt tăng lên gấp đôi, đạt 75.000 tấn mỗi tháng vào năm 1967. Đấy mới chỉ là khối lượng đạn dược. Còn để phục vụ cho một quân đội nhà nghề được trang bị tới tận chân tơ kẽ tóc như quân đội Mỹ, thì còn biết bao nhiêu thứ quân trang, quân dụng khác nữa. Từ các phương tiện chiến tranh như máy bay, xe tăng, pháo cối, cùng với khí tài vật tư dự trữ phục vụ cho sửa chữa, bảo dưỡng trang bị, cho đến lương thực, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt của mỗi người lính còn cao gấp nhiều lần. Trong khi đó, theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Quân Viễn chinh Mỹ tại Việt Nam, thì số lượng vật chất dự trữ phải đảm bảo đủ cho quân đội sử dụng ít nhất là 6 tháng. Đó chính là lý do bức bách mà Mỹ phải tiến hành xây dựng tổng kho dự trữ chiến lược tại Long Bình, một địa điểm vừa thuận lợi cho quá trình tiếp nhận hàng, đồng thời cũng có thể nhanh chóng tiếp tế cho cả 4 vùng chiến thuật và biệt khu thủ đô. Với quy mô như vậy, tổng kho Long Bình được xây dựng trên diện tích khoảng 24 km2 với hàng chục phân kho. Mỗi phân kho bao gồm hàng chục dãy nhà kho trên mặt đất và dưới mặt đất. Các nhà kho nổi thường được làm bằng nhà thép tiền chế, khẩu độ rộng với chiều dài từ vài chục đến hàng trăm mét. Còn các kho chìm dùng để chứa bom đạn hóa chất thì thường có mái vòm bằng tôn dày, sau đó đổ đất lên trên. Xung quanh các nhà kho thường có lũy đất hoặc thùng phi, đổ đất xếp chồng lên nhau bảo vệ. Một số hàng hóa cồng kềnh nặng nề như máy bay trực thăng, xe tăng, xe thiết giáp, nhất là số cũ hỏng đem về đổi và sửa chữa thì để ở ngoài trời. Để ra vào tổng kho có đến 12 cổng mở theo nhiều hướng khác nhau với hệ thống đường xá hiện đại. Với khối lượng hàng hóa tàng trữ trong kho lên đến hàng chục triệu tấn, tổng kho Long Bình trở thành kho dự trữ chiến lược lớn nhất, được ví như chiếc dạ dày của quân đội Hoa Kỳ và được quản lý bằng máy tính IBM 360-50, một trong những hệ thống máy tính hiện đại nhất thời đó. Xung quanh tổng kho có hàng rào dây thép gai từ 7 đến 12 lớp. Giữa các hàng rào dây thép gai đều bố trí nhiều loại mìn. Phía ngoài hàng rào được phát quanh cây cối để tiện quan sát, chống lực lượng đặc công của ta dựa vào cây cỏ ẩn nấp để mà đột nhập. Phía trong hàng rào có đường dành cho xe tuần tra. Dọc đường tuần tra, cứ vài trăm mét lại có một tháp canh. Trên đó được trang bị đèn pha cực mạnh để chiếu sáng vào ban đêm. Giữa các phần kho cũng có hàng rào dây thép gai. Toàn bộ phần bên trong kho gần như không có cây xanh lớn, chỉ có loại cỏ Mỹ là lá sắc như dao. Đảm nhiệm công tác bảo vệ kho thường xuyên là 2.000 sĩ quan và binh lính. Ngoài ra, còn một số đơn vị chiến đấu cũng có doanh trại trong khuôn viên kho, nhưng được ngăn cách đặc biệt với kho hàng. Có thể thấy rằng,
tầm quan trọng của Tổng kho Long Bình với quân đội viễn chinh Mỹ cũng như quân đội Sài Gòn là cực kỳ quan trọng. Thế nên, họ tập trung xây dựng và bảo vệ khu vực này cực kỳ nghiêm ngặt. Chưa kể tổng kho được đặt ngay sát cạnh đô thành Sài Gòn để đảm bảo không có bất cứ nguy hiểm gì có thể xảy ra được với nơi được xem là nguồn sống của quân viễn chinh Mỹ. Mặc dù được bảo vệ như vậy, song tổng kho Long Bình cũng đã bị đặc công quân giải phóng hỏi thăm nhiều lần và cũng tổn thất đáng kể. Một số trận đánh tiêu biểu như trận đánh ngày 23 tháng 6 năm 1966 phá hủy 40.000 viên đạn pháo. Đêm ngày 3 tháng 2 năm 1967 làm nổ tung 40 dãy nhà kho, phá hủy 800.000 viên đạn pháo. Ngày 13 tháng 8 năm 1972 phá hủy 17 dãy nhà, thiêu hủy 15.000 tấn bom đạn, xăng dầu, diệt 300 tên địch. Ngày 14 tháng 12 năm 1972 phá hủy gần 200 xe quân sự. Từ khi thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, quân đội Mỹ giảm dần sự hiện diện tại chiến trường miền Nam. Cho đến khi Hiệp định Paris được ký kết, quân đội Mỹ rút khỏi miền Nam, thì Tổng kho Long Bình cũng từng bước được bàn giao cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Khi về tay Việt Nam Cộng Hòa, lượng hàng hóa trong kho vẫn còn tương đối phong phú, nên quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn khá dồi dào về nhiên liệu và đạn dược, sử dụng không phải nghĩ. Theo các tài liệu cho thấy, tháng 2 năm 1973, quân lực Việt Nam Cộng Hòa sử dụng 78.000 tấn bom đạn, nghĩa là gần bằng những tháng cao điểm khi còn quân Mỹ. Trong cả năm 1973, Việt Nam Cộng Hòa sử dụng 326.000 tấn bom đạn, nhiều nhất từ đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, vốn đã là chân lý không làm mà đòi có ăn, với cái túi không đáy của Mỹ bơm cho Việt Nam Cộng Hòa cuối cùng đã đến lúc cạn dần. Cùng với lượng viện trợ của chính phủ Mỹ giảm dần từ 1,4 tỷ đô mỗi năm xuống còn 700 triệu rồi 300 triệu đô mỗi năm, lượng hàng hóa viện trợ cũng tụt dốc nhanh chóng. Theo hồi ký của tiến sĩ Nguyễn Bá Cẩn, một trợ lý thân cận của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thì từ năm 1973 trở đi, lượng hàng hóa vật tư dự trữ trong Tổng kho Long Bình chỉ đủ đảm bảo cho quân đội 3 tháng thay vì 6 tháng như trước đây. Mùa xuân năm 1975, sau những thất bại liên tiếp tại địa bàn quân khu 1 và 2, ông Thiệu chủ trương chỉ hoãn chiến, cố giữ lấy quân khu 4 và vùng đất còn lại để tìm một giải pháp chính trị. Thế nên đã ra lệnh cho quân đội phân tán Tổng kho Long Bình về địa bàn quân khu 4, tức miền Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, công việc này được triển khai quá chậm và thiếu tính tổ chức, nên không mấy hiệu quả và thất thoát quá nhiều, giống như cái cách mà viện trợ của Mỹ thất thoát bao năm nay. Một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa thuộc quân đoàn 4 hồi tưởng lại như sau. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, ban chỉ huy trung đoàn đóng tại trường trung học Cần Duộc. Phía trước là đồng ruộng, phía sau mùa gặt nên đất đã khô và trơ những gốc rạ. Tổng kho Long Bình có lệnh phân tán quân trang quân dụng nên đã đưa xuống đây cả mấy chục chiếc GMC và xe Jeep các loại kèm theo một lệnh miệng. Mỗi xe chỉ có đầy bình xăng, sử dụng chiếc nào đến hết xăng là bỏ luôn. Vừa xe, vừa gạo, vừa quân trang, quân dụng chất thành những đống cao giữa trời trên những đám ruộng khô. Đây quả thực là sự lãng phí khủng khiếp. Trước tình hình ấy, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, một quân đội đặc công của quân giải phóng miền B2 được giao nhiệm vụ tiến công Tổng kho Long Bình và họ đã hoàn thành nhiệm vụ mà không mấy khó khăn. Từ đó trở đi, Tổng kho Long Bình thuộc quyền kiểm soát của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Với quy mô lớn, lượng hàng hóa phong phú lại được bảo vệ hết sức cẩn mật, nên ngay từ khi mới đưa vào sử dụng, Tổng kho Long Bình đã được bao bọc trong màn khói vô cùng bí hiểm và gây sự chú ý đặc biệt đối với dân chúng xung quanh cũng như cả miền Nam nói chung. Người ta thì thầm dỉ tai nhau, Tổng kho Long Bình không thiếu một thứ gì, kể cả những loại vũ khí tối tân nhất. Rồi họ ngó trước, ngó sau, tranh luận với nhau xem trong đó có bom nguyên tử hay không. Thậm chí có những người khẳng định rằng mình có người quen biết làm trong kho, rồi mạnh mồm tuyên bố chắc nịch. Trong đó có hai mũi tên gãy là loại vũ khí tối tân nhất của Mỹ, có sức hủy diệt ngang với bom nguyên tử, vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu. Chưa hết, ngoài những nhà kho trên mặt đất thì Tổng kho Long Bình còn có một hệ thống hầm ngầm lớn hơn rất nhiều. Có người còn khẳng định rằng rộng đến 300 km2. Các kho ngầm này có nhiều lớp cửa, khóa cửa có mã khóa bí mật. Nếu mở không đúng thì sẽ tự hủy
và vụ nổ này có thể sẽ tàn phá một nửa thành phố Sài Gòn và toàn bộ thành phố Biên Hòa. Thật sự, đó là những thông tin hết sức hấp dẫn đối với trí tò mò của mọi người và nó cứ thế lan truyền. Trong khi đó, ngay sau ngày 30 tháng 4 1975, Tổng kho Long Bình được sử dụng làm nơi đóng quân của hầu hết đơn vị binh chủng kỹ thuật của binh đoàn Hương Giang như Lữ đoàn Xe Tăng 203, các lữ đoàn pháo binh, công binh, phòng không. Tuy nhiên, các đơn vị này cũng chỉ sử dụng phần doanh trại của các đơn vị quân đội và nhà ở của sĩ quan, binh sĩ, nhân viên tổng kho và không đụng chạm gì đến phân kho. Trong thời gian đầu, khi mà công tác bảo vệ kho chưa vào quy củ chặt chẽ, thì lính tráng các đơn vị cũng dành nhiều thời gian để khám phá xung quanh và họ chỉ biết trầm trồ trước sự phong phú, dồi dào của hàng hóa, vật tư, chất chứa ở nơi đây. Riêng về xe quân dụng, kể cả tăng thiết giáp và ô tô, đã lên đến gần 1.000 chiếc. Tất nhiên, họ cũng thu một số chiến lợi phẩm, song chủ yếu là đồ ăn, thức uống, cùng một số vật tư phục vụ cho việc bảo quản, bảo dưỡng trang bị mà thôi. Các đơn vị cũng tranh thủ tăng cường vào biên chế của mình một số loại phương tiện vận tải thích hợp. Một thời gian ngắn sau đó, Tổng kho Long Bình được giao cho Tổng cục Kỹ thuật Quản lý. Từ đó, công tác bảo vệ và bảo quản được tiến hành chặt chẽ hơn rất nhiều, nên hầu hết vật tư và hàng hóa trong tổng kho vẫn còn nguyên vẹn. Song song với việc đó, một đoàn cán bộ kỹ thuật của Quân đội Nhân dân Việt Nam từ Hà Nội vào nhanh chóng tiếp quản và khai thác thành công hệ thống máy tính IBM 365, 360, 50, trong đó có dữ liệu quản lý kho của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi khai thác thành công, khoảng một tháng sau ngày tiếp quản, đoàn công tác đã cung cấp cho Tổng cục Kỹ thuật danh mục toàn bộ hàng còn tồn trong các kho. Với dữ liệu đầy đủ và lực lượng được tăng cường, công tác quản lý và bảo quản hàng hóa vật tư trong Tổng kho Long Bình ngày càng đi vào nề nếp, đảm bảo quy trình nghiêm ngặt đối với những chủng loại hàng hóa khác nhau. Các loại hàng hóa vật tư phù hợp được huy động phục vụ cho việc sửa chữa trang bị vũ khí, đặc biệt là phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế. Trong điều kiện này, những tin đồn xung quanh về tổng kho bí ẩn vẫn tiếp tục được lan truyền rộng rãi, nhất là khi có một sự kiện nào đó như cháy nổ xảy ra quanh khu vực. Một số ý kiến cho rằng, hiện các kho ngầm dưới lòng đất tại Tổng kho Long Bình vẫn đang bị khóa kín và ẩn chứa nhiều cạm bẫy. Việt Nam không mở được nên đã nhờ anh cả là anh bạn Liên Xô mà vẫn chưa mở được. Sau khi quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ được bình thường hóa, phía Mỹ đã đề nghị Việt Nam cho họ mở khóa với điều kiện là sẽ cưa đôi những thứ ở trong đó, riêng hai mũi tên gãy phải trả về cho họ. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà phía Việt Nam lại không đồng ý. Hiện nay, kho Long Bình vẫn là một kho chứa vũ khí quân sự. Tuy nhiên, bên trong đó có chứa những gì thì đó là bí mật quân sự quốc gia. Với những thông tin đưa ra ở trên, quý vị và các bạn có thể tự đánh giá mức độ xác thực của những lời đồn thổi về cái tên huyền ảo Tổng kho Long Bình. Vâng, những tin đồn về Tổng kho Long Bình không chỉ tồn tại trong nước mà cả ở nước ngoài, nhất là ở Mỹ. Thậm chí một tờ báo Mỹ còn đưa tin năm 2001, Mỹ từng cử một đội biệt kích thuộc quân đoàn Ghost Recon và School tham gia chiến dịch thu hồi hai mũi tên gãy ở Việt Nam nhưng nhiệm vụ thất bại. Toàn bộ 12 binh sĩ Mỹ hy sinh tại Long Bình do bị phát hiện. Tất cả thi thể 12 binh sĩ đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Không loại trừ sẽ còn nhiều lời đồn đoán vô tiền khoáng hậu về bí ẩn Tổng kho Long Bình, tùy theo trí tưởng tượng của tác giả. Thôi thì ai tin thì cứ tin, còn Tổng kho Long Bình thì vẫn thế mà thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.